chào tất cả các mẹ. Hôm nay tôi xin được gặp lại các mẹ trong chương trình Hãy để Kit Brana giúp bạn. Sữa Atamin số 4 dành cho các bé từ 2 đến 3 tuổi với hệ dưỡng chất gồm có omega 3 với DHA, AA và các vitamin khoáng chất khác sẽ giúp bé phát triển trí não. Sữa giúp bổ sung hàm lượng canxi cao sẽ giúp bé nhà bạn thông minh, mau lớn. Sau đây tôi xin hướng dẫn các mẹ cách pha sữa Atamin số 4. Để tiến hành dưỡng cho bé, các mẹ cần chuẩn bị một hộp sữa Atamin số 4, một bình pha sữa, một cốc pha sữa và một thìa pha sữa. Lưu ý trước khi pha sữa cho bé, các mẹ nên rửa tay bằng nước sạch và tiệt trùng các dụng cụ pha sữa cho bé bằng cách ngâm qua nước nóng khoảng 70 độ từ 3 đến 5 phút, hoặc các mẹ có thể sử dụng các máy tiệt trùng bình sữa chuyên dụng. Đi kèm với mỗi hộp sữa Atamin số 4 sẽ có một thìa gạt sữa và tương ứng với mỗi thìa sẽ là 4 gram sữa. Các mẹ nên cho bé uống 5 thìa gạt sữa pha với 150ml nước và cho bé uống 5 lần trên một ngày. Và đối với nước để pha sữa cho bé thì các mẹ nên đun sôi khoảng 5 phút, sau đó để nguội khoảng 40 độ C. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ lượng nước cũng như là lượng sữa cần thiết cho bé thì các mẹ sẽ tiến hành đi vào pha sữa cho bé bằng cách các mẹ cho sữa và nước vào trong dụng cụ pha sữa, sau đó dùng thìa khuấy nhẹ để khi hỗn hợp tan hoàn toàn. Hoặc các mẹ có thể sử dụng bình pha sữa, sau đó lắc nhẹ đến khi thu được hỗn hợp mịn đặc sánh thì các mẹ đã hoàn thành xong việc pha sữa cho bé. Một điều lưu ý nữa là trước khi cho bé uống thì các mẹ nên kiểm tra nhiệt độ của sữa bằng cách nhỏ 1 đến 2 giọt sữa lên cổ tay để kiểm tra nhiệt độ của sữa ta cho phù hợp với bé. Trên đây tôi đã hướng dẫn các mẹ cách pha sữa Atamin số 4. Mọi chi tiết thắc mắc các mẹ có thể truy cập vào website kidbrana.vn hoặc gọi theo số hotline 1900 6090 để được hỗ trợ tư vấn và giải đáp một cách tốt nhất. Kidbrana xin cảm ơn.